chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ hoạt động làm quen với văn học, đọc thơ, quả thị. Và trước khi vào bài học, cô mời các con cùng hát với cô bài hát Quả nhé. Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả hé. Ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua. Quả gì mà da cứng cứng? Xin thưa rằng quả trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào thì sẽ thêm cao. Vừa rồi, cô và các con vừa hát xong bài hát gì nhỉ? À đúng rồi, đó là bài hát quả đấy. Trong bài hát có nhắc đến rất là nhiều các loại quả. Mỗi loại quả có một đặc điểm khác nhau. Và hôm nay, cô cũng biết một bài thơ rất là hay nói về loại quả đấy. Đó là bài thơ Quả Thị. Vậy bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ Quả Thị của tác giả Thanh Thảo nhé. Bài thơ Quả Thị. Vàng như mặt trăng, treo trên vòm lá, da nhẵn mịn màng, thị ơi thơm quá. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác nhỉ? À đúng rồi, đó là bài thơ Quả Thị của tác giả Thanh Thảo đấy. Để hiểu hơn về nội dung bài thơ thì chúng mình cùng lắng nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Cô đọc lại một lần nữa nhé. Bài thơ Quả Thị. Vàng như mặt trăng, treo trên vòm lá, và nhẵn mịn màng, thị ơi thơm quá. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Đúng rồi, cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ Quả Thị. Trong bài thơ có nhắc tới quả gì? Đúng rồi, trong bài thơ có nhắc tới quả thị đấy. Quả thị có màu gì? Các con rất giỏi. Quả thị có màu vàng đấy. Quả thị có mùi như thế nào? À, đúng rồi, quả thị có mùi rất thơm đấy các con ạ. Các con có biết bài thơ Quả Thị nói về điều gì không? Bài thơ nói về quả thị khi chín, có màu vàng, da nhẵn và mùi rất là thơm. Để cho cây có nhiều quả thì chúng mình phải biết chăm sóc và bảo vệ cây nhé. Bây giờ cô mời các con cùng đọc bài thơ với cô lại một lần nữa nhé. Quả thị. Váng như mặt trăng, treo trên vòm lá, già nhẵn mịn màng, thị ơi thơm quá. Thị ơi thơm quá.
Hôm nay cô đã dạy cho chúng mình bài thơ Quả Thị. Vậy chúng mình nhớ đọc bài thơ thật tuốc và nhờ bố mẹ quay lại video và gửi lên nhóm cho các cô và các bạn cùng xem nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con vào buổi học sau nhé. Tạm biệt các con.